được hướng dẫn là nó sẽ cách đây cỡ 7 cây. Bản Kho Mường 9 km, bản Đôn 1 km. Chào, còn đây là một cái địa điểm là Bu Luông hay Cô Chàm. Nhưng mà nó sẽ có cái ruộng bậc thang khá ngắn so với Bu Luông Retreat. Hay như là Just Lock Bu Luông, cũng là một cái điểm sống ảo nổi lên sau này, nhưng mà có vẻ view cũng hơi kém. Chúng tôi đang đi thẳng vào trong cái khoảng cảm giác như là sương mù, rất là mát lạnh, rất là đã. Dù vậy nhưng tôi vẫn không cần áo phao. Chắc lạnh ngắt rồi vậy đó. Chúng tôi đã đến được bản Kho Mường. Thank you.
nè, có con sâu nè, dinh dinh lên. Trời siêu cao, hợp giữa rừng. Vì cái độ sâu và độ nguy hiểm hoành tráng nữa. Đây là những thảm thực vật mà nhìn rất là nguyên sinh. Còn có cả một lớp sương mù nữa đúng không anh? Luôn có sương mù nữa luôn. Trời. Đúng đâu? Chồng tôi lại làm một chuyện rất là kinh dị, chứ là lột áo ra đứng cho mũi trắng chơi. Đây là hang dơi thuộc bản Kho Mường. Rất là đẹp và đẹp hoành tráng hơn những cái hang mà đã từng đi. Ở đây có nhiều con sâu rất là kinh dị, nên phải cẩn thận từng bước chân. Phía trên nóc là những cái chỗ nhọn nhọn nơi con dơi nó sống. Còn ở bên dưới là những cái thảm thực vật rất là hoành tráng, mà cái độ sâu của cái hang này rất là ghê. Ở đây có thể quay cho không thấy chứ mà. Ghê lắm. Chắc sâu cỡ 50 mét. Nha. Sống đây. Tôi đang tiến qua cái phía bên trái của cái hang Kho Mường để xem ở đây có cái gì hết. Thì có vẻ phải vượt qua nhiều cái chặng đá. Bên đây cũng là một phần của cái hang. Đây có những cột đá rêu phong. Chào các bạn, đây là góc bên trái của hang Kho Mường. Thì bên đây sẽ có ba cái cột mình thấy rõ hơn. Đó. Chúng ta khám phá xem hang Kho Mường. Bây giờ chúng tôi sẽ trở lại về bản làng. Rồi con đường mòn này, chúng tôi lại bắt gặp những cánh đồng lúa bạc ngàn phía bên vách núi. Phong cảnh thật là tráng lệ, nắng đã lên vàng ươm. Đi dọc cái con suối đi sâu vào trong đó là cái hang dơi. Bản Kho Mường. Yeah.